Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngắn này, Tiến Dũng test và giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Equalizer dòng cao cấp nhất của thương hiệu Technic đến từ Nhật. Đó là model SH9033P. Đây là model cao cấp nhất, nổi tiếng nhất của thương hiệu Technic. Dòng này khá hiếm trên thị trường. Với xoay ngang là 43cm, chiều cao 18cm. Chiếc này có cấu hình rất lớn và lọc này lên đến 66 cần. Kênh trái và kênh phải mỗi kênh là 33 cần. Tần số hoạt động từ 16 Hz cho đến 25 kHz. Chiếc này có khả năng điều chỉnh độ nhạy 3 dB hoặc 12 dB. Chiếc này có hai ngõ vào, mặt phay nhôm. Giao diện của nó rất đẹp. Equalizer model 9033P của thương hiệu Technic vừa về ngày hôm nay. Tình trạng hàng đấu mạng rất đẹp. Đây là giao diện phía mặt sau. Có giắc kết nối còn sáng choang. Máy sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 29W, hàng made in Japan. Trên này có rất nhiều các cổng kết nối. Chúng ta có thể kết nối ở dạng giắc RCA, tức là giắc bông sen, giắc 6 ly hoặc giắc ba lăng. Cổng ba lăng đó là cổng âm thanh chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn khi khai thác cổng ba lăng thì âm thanh nó sẽ tốt hơn cổng 6 ly và cổng bông sen. Ở đây tôi đang mở nắp. Chúng ta sẽ xem qua phần nội thất của chiếc Equalizer khủng này. Trước mắt quý vị và các bạn là phần nội thất của chiếc Equalizer Technic 9033P. Với phần bo mạch và linh kiện dày đặc ở trong đây. Bên hông này còn một bo nữa và phía mặt tiền là các chạm kết nối và các cần chỉnh là một bo nữa. Chassis sáng choang. Máy tuyệt đẹp. Chiếc này được hãng đầu tư rất kỹ lưỡng về cấu hình cũng như là về ngoại thất. Chúng ta có thể sử dụng Equalizer này để hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Tiếng của nó rất tốt. Đặc biệt với Technic 9033P, tiếng của nó không bị méo. Chúng ta sẽ nghe một đoạn test với 9033P. Đây là âm thanh có lọc. Ở đây tôi đang test với 6L1 Series 2. Bây giờ tôi sẽ tắt Equalizer đi. Đây là âm thanh không có lọc. Tín hiệu âm thanh được cải thiện khoảng cỡ 50%. Tức là âm thanh sẽ 50 giữa việc có lọc và không có lọc. Các tần số được nâng lên rõ nét và đặc biệt cái biên độ âm thanh của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Technic 9033P thì Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 9.500.000. Và trong video này thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây AV Pro N của Ý. Món quà này trị giá 450.000 để kết nối từ lọc xuống dàn âm thanh. Có rất nhiều các anh em hỏi Tiến Dũng là khi chúng ta đã có Equalizer rồi thì có cần phải đầu tư thêm một bộ giải mã DC không và ngược lại. Thì đối với những giải mã DC là một thiết bị rất quan trọng, một thiết bị mà tôi cho rằng nó không thể thiếu được trong các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Đặc biệt đối với những anh em sử dụng với nguồn nhạc từ TV, từ điện thoại, từ máy tính. Một chiếc giải mã DC chuẩn Hi-Res Audio âm thanh chất lượng cao sẽ làm cho dàn âm thanh của quý vị và các bạn có âm thanh tốt hơn rất nhiều. Nó sẽ rước lên khoảng từ 30 đến 40% tùy theo quý vị và các bạn đầu tư những chiếc đầu giải mã DC. Với những chiếc đầu giải mã DC Hi-Res Audio âm thanh chất lượng cao như ở đây Tiến Dũng đang test là chiếc Fio K5 Pro. Đây là một sản phẩm mà Tiến Dũng rất yêu thích bởi vì tính nhỏ gọn và nó cho âm thanh rất tốt, chi tiết, mạnh mẽ và rõ nét. Chiếc này Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá 4 triệu. Và trong thời gian vừa rồi thì Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một bộ dây quang để kết nối từ TV xuống, một bộ dây AV Ý. Hàng qua này trị giá 600.000 kèm với bao phí vận chuyển toàn quốc.
Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng nguyên siêu mới 100%. Tem chuẩn Hi-Res Audio là một tiêu chuẩn do Hiệp hội Âm thanh Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận. Hàng Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, dấu hợp chuẩn CE và FE. Thì Dũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật kết nối với dàn âm thanh nếu quý vị và các bạn chưa biết cách kết nối. Việc kết nối nó vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ cần kết nối dây quang từ TV xuống và kết nối từ dây AV từ đầu giải mã xuống dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke là có thể sử dụng được. Quý vị và các bạn quan tâm các sản phẩm trên hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.